Trương Trí Lâm bị bắt gặp đội tóc giả đóng phim đầy nữ tính và thậm chí còn đẹp hơn vợ Viên Vịnh Nghi. Trương Trí Lâm, 52 tuổi, từng là nam thần trong lòng hàng vạn thiếu nữ khi mới ra mắt nhờ vẻ ngoài điển trai, trở thành biểu tượng của thế hệ. Trong những năm gần đây, Chi Lâm cùng vợ là Viên Vịnh Nghi thường xuyên phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc với tư cách cặp đôi, nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình tạp kỹ cũng như thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thương mại. Gần đây, một cư dân mạng trên Seongun đã chia sẻ về việc bắt gặp Trương Trí Lâm đội tóc giả rời khỏi trường quay. Bất ngờ tiết lộ tạo hình của anh trong bộ phim cổ trang Phụ Sơn Hải, dự kiến sẽ hoàn thành quay vào giữa tháng 9, Trương Trí Lâm bị bắt gặp đội tóc giả đóng phim đầy nữ tính. Người dùng mạng đăng tải, nam thần trong lòng hàng vạn thiếu nữ ngày xưa còn bao nhiêu người nhớ đến anh ấy Trương Trí Lâm. Trong đoạn video được chia sẻ, có thể thấy Trương Trí Lâm mặc một chiếc áo thun xám đang đi đến xe bảo mẫu để rời khỏi trường quay, xung quanh có nhiều người dân dùng điện thoại chụp lại hình ảnh của anh. Trương Trí Lâm không hề lúng túng, luôn tươi cười khi đối mặt với mọi người. Ngoài ra, trong hình ảnh còn thấy tóc giả mà anh đội dài đến ngang vai, biến nam thần trở nên đầy nữ tính, hoặc nhìn thậm chí còn đẹp hơn cả vợ Viên Vịnh Nghi. Thực tế, Trương Trí Lâm từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn trước đây rằng anh sẽ quay phim tại Hoành Điếm trong thời gian này, nơi có nhiệt độ lên đến hơn 40 độ. Anh hy vọng có thể trở về Hồng Kông để ăn mừng sinh nhật cùng gia đình. Vạn Ý Văn 53 tuổi khiến cư dân mạng ngỡ ngàng với tạo hình cổ trang đậm chất thiếu nữ, hiện sống kín tiếng cùng chồng ở Trung Quốc. Hiện nay, ở tuổi 53, sau khi hết hợp đồng với TVB vào năm 2022, Vạn Ý Văn đã dần rút lui khỏi màn ảnh và chọn chuyển sang kinh doanh. Cô hiện đã trở thành bà chủ của một homestay. Vạn Ý Văn, người ít xuất hiện trong thời gian qua, mới đây đã tái xuất với tạo hình cổ trang. Vẻ đẹp dịu dàng của cô đã khiến nhiều cư dân mạng trầm trồ. Vạn Ý Văn tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1989 và giành ngôi Á quân. Sau đó cô gia nhập đài ATV. Được ATV hết mực nâng đỡ, cô tham gia nhiều bộ phim và nổi tiếng với vai Mã Tiểu Linh trong Tôi có hẹn với Cương Thi và Lam Phụng Bình trong Tôi có hẹn với Mùa Xuân. Năm 2012, cô chuyển sang TVB và sau khi hoàn thành bộ phim Phục Sinh, cô không đóng phim nữa. Đến năm 2019, cô tái xuất trong Vạch Tội cùng với Âu Dương Chấn Hoa. Sau đó vào năm 2020, cô tuyên bố rời TVB và cùng chồng chuyển đến sống tại Trung Quốc. Bạch Bưu từng trải qua 9 tháng không có việc làm, phải bán túi sách và kẹo lạc để nuôi gia đình. Diễn viên kỳ cựu Bạch Bưu, hiện đã 76 tuổi, đã gắn bó với làng điện ảnh và truyền hình hơn nửa thế kỷ. Khi nhắc đến tên ông, những người hâm mộ lâu năm chắc chắn sẽ nghĩ đến vai diễn Quách Tĩnh trong phiên bản đầu tiên của Xạ Điêu Anh Hùng truyện. Tuy nhiên, khán giả trẻ cũng không xa lạ gì với ông, dù là vai diễn Lôi Công, một đại gia đầy mưu mô trong Têu Nhà Vui Vẻ, hay vai Trần Hán Thanh, một người đàn ông gia trưởng điển hình trong Câu Chuyện Tình Yêu Hồng Kông. Những vai diễn này đều được Bạch Bưu thể hiện xuất sắc, giúp ông giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với 01 Entertainment, Bạch Bưu không chỉ chia sẻ về những thăng trầm trong sự nghiệp diễn xuất mà còn kể về những trò nghịch ngợm thời thơ ấu. Mặc dù ngoại hình của ông trông trung hậu, nhưng thực ra ông đã từng là một đứa trẻ đường phố, tham gia vào trộm cắp, đánh nhau, thậm chí sử dụng ma túy và suýt chút nữa đã lầm đường lạc lối, môi trường sống thời thơ ấu khắc nghiệt. Từng ngủ ở Nghĩa Trang. Khi còn nhỏ, Bạch Bưu theo bố mẹ từ Quảng Châu di cư sang Hồng Kông, ban đầu sống trong một căn nhà tôn cạnh chùa Quan Âm ở Hồng Khám. Ngôi nhà được dựng lên từ những tấm ván gỗ và tôn do chính ông và gia đình xây dựng. Cả 7 thành viên trong gia đình, gồm 4 anh chị em cùng bố mẹ và bà ngoại, đều ngủ chung trên một chiếc giường. Dù sau này đã dọn ra khỏi căn nhà tôn, nhưng điều kiện sống vẫn không được cải thiện nhiều. Cả gia đình sống trong một căn phòng nhỏ, chật chội, thậm chí còn bị rệp cắn. Vì vậy, vào buổi tối, Bạch Bưu và em trai Lưu Vĩnh thường ra ngoài tìm chỗ ngủ. Ông cười và nói, trừ khi vào mùa đông, còn vào mùa hè, mọi đứa trẻ đều như vậy, nên phải tranh nhau chỗ. Chúng tôi thường ngủ trên ghế đá và đắp báo. Một lần, Bạch Bưu và một nhóm bạn đi hái quả ở Đại Bộ, nhưng không ngờ lại chơi đến tận đêm và bị lạc. Khi đó, Đại Bộ vẫn còn rất hoang vu, không thể trở về khu thành phố. Sau khi đi mệt mỏi, họ quyết định nằm ngủ ngay tại chỗ. Lúc đầu thấy nền xi măng khá thoải mái, nhưng sau đó em trai tôi nói, anh à, đây là Nghĩa Trang, đi thôi. Nhưng trời tối đen như mực, đi mãi chẳng biết đi đâu,
Càng đi càng gặp nhiều mộ, cuối cùng chúng tôi đành ngủ lại đó. Nhưng nói không sợ thì là nói dối, từng bị cám dỗ dùng ma túy, may mắn không nghiện. Bạch Bưu từ nhỏ không thích học hành mà chỉ thích đá bóng. Khi 12, 13 tuổi, ông thường lang thang ở sân bóng khu Ly Trịnh. Ông kể rằng lúc đó khu vực này tập trung đủ loại người, có cả quầy bán ma túy và quầy đánh bạc. Khi họ đến sân bóng đá, thường gặp những đại ca xã hội đen đến thu tiền. Ông cũng đã từng gặp phải tình huống này, nếu không theo đại ca thì không được đá bóng và còn gặp nhiều rắc rối khác. Tất nhiên là sợ, nhưng tôi lại thích đá bóng nên đành phải theo. Tôi vẫn nhớ đại ca của tôi khi đó tên là Phì Tử Vĩ. Ông ta thường bị cảnh sát đánh đến mức phổi dính lại. Khi lang thang trong giới giang hồ, Bạch Bưu còn bị người khác cám dỗ dùng ma túy. Họ đưa cho ông những điếu thuốc đã pha trộn với ma túy. Chúng tôi gọi đó là bắn pháo cao xạ. Có người chỉ hút vài hơi đã nghiện, nhưng may mắn là tôi không bị nghiện. Tôi đã thử một hơi, mùi vị giống như mùi hố xí. Còn có người hút ma túy trong nhà vệ sinh, tức là họ đặt viên hồng hoàng lên một tấm giấy bạc và đốt. Nhưng cái này tôi chưa thử, bẩn quá, đừng có động vào tôi. Bạch Bưu giờ đây khi nghĩ lại vẫn cảm thấy may mắn vì đã không dính vào ma túy, từng làm đủ mọi việc từ đánh nhau đến trộm cắp, kể cả bảo vệ quán bar. Bạch Bưu cười và nói rằng thời còn trẻ, ông rất hâm mộ chủ nghĩa anh hùng, thường tụ tập thành nhóm, khi đại ca ra lệnh, đúng là hắn, thì lao vào đánh. Nhưng không phải là đánh đấm gì to tát, chỉ là dùng thước sắt, gậy gỗ, dây xích xe đạp. Có lần ông đã đánh thủng đầu đối phương và được đại ca khen, giỏi lắm, việc tốt đấy, cậu đã có việc làm rồi. Trộm cắp tôi cũng đã từng, khi đó tụi tôi không coi trộm cắp là việc gì to tát, cuộc sống thiếu thốn, đi qua tiệm tạp hóa, thấy trái cây, trứng gà, thì tiện tay lấy một cái rồi đi, vì biết một chút võ thuật, bạn học mở quán bar đã nhờ ông giúp đỡ. Khi được hỏi có phải ông làm bảo vệ quán bar không, Bạch Bưu cười nói rằng chỉ làm bồi bàn thôi. Nhưng vào thời đó, vẫn có người đến thu tiền bảo kê, nhưng họ nghĩ tại sao phải nộp tiền, nên đôi bên chỉ dọa nhau để cậy mạnh. Sau đó, một nhóm người thực sự đến quét dọn, nói rằng sẽ giúp họ trang trí lại quán. Khi đó, chúng tôi có một nhóm anh em, biết có người đến quét dọn, chúng tôi đã giấu hết vũ khí dưới gầm bàn, vì không biết đối phương là ai. Nhưng khi họ đến, có một người quen, hắn ta lập tức nói, người quen, đều là người nhà, không làm gì nhau. Sau đó, mọi người cùng uống rượu, và chúng tôi bao trọn cả tiền rượu cho họ. Đăng ký vào lớp đào tạo diễn viên võ thuật của Thiệu Thị, là sư huynh đệ với Địch Long. Sau đó, Bạch Bưu theo anh trai học làm thợ may. Một ngày nọ, anh trai ông nhìn thấy tin trên báo về việc Thiệu Thị tuyển diễn viên võ thuật cho lớp đào tạo và hỏi ông có muốn đăng ký không. Bạch Bưu thấy điều này có vẻ thú vị và cũng có hứng thú. Hơn nữa ông vốn đã biết quốc thuật, quyền Anh phương Tây và Muay Thái, nên các bài tập về thể lực, phản xạ không làm khó được ông. Cuối cùng, ông đã trúng tuyển. Những người cùng khóa với ông gồm có Trần Quán Thái, Địch Long, Trần Huệ Mẫn và Cao Hùng. Khi vào lớp đào tạo, Bạch Bưu học quay phim võ thuật với Lâm Giao trong nửa năm, bao gồm các môn như đao, thương, kiếm, kích, quyền cước, lăn đất, nhảy bật và phản xạ. Quá trình huấn luyện rất nghiêm ngặt. Tôi và Địch Long thuộc lớp buổi chiều. Khi đó anh ấy đã quay phim của Trương Triết, là nam diễn viên chính được công ty chọn lựa. Anh ấy vào đây để nâng cao kỹ năng. Tất nhiên tôi ngưỡng mộ anh ấy, nhưng anh ấy không bao giờ tỏ ra kiêu căng. Trước đây, chúng tôi thường ăn uống, tập gym cùng nhau, học karate. Và khi đó Địch Long cũng rất nghịch ngợm, thích đánh nhau. Và anh ấy cũng rất thích lái mô tô. Địch Long thật sự là người tốt, bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên đóng thế, không ai dám nói không làm được. Khi đó, để được đạo diễn và chỉ đạo võ thuật chú ý, mọi người đều cố gắng hết sức để thể hiện bản thân. Bạch Bưu nhớ lại có lần ông phải nhảy từ tầng 3 xuống, và chỉ đạo võ thuật hỏi ông, cậu làm được không? Bạch Bưu cười và nói, chết cũng phải làm được. Nhưng khi đó, thiết bị không an toàn như bây giờ. Chỉ có 3 tấm tatami dày và 1 tấm đệm xốp. Khi lên đến nơi, đạo diễn nói, chuẩn bị, camera, nhảy. Lúc tôi chạy đến để chuẩn bị nhảy, tôi nói, đạo diễn, chờ chút đã, thực ra là chân tôi đã mềm nhũn. Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhảy. Khi nhảy xuống, cả người tôi chấn động, như thể bạn vừa được xoa bóp vậy. May mắn là không có gì xảy ra. Không ai dám nói không làm được. Nếu nói không được,
Sau này bạn sẽ chỉ đứng ở hàng thứ hai, thứ ba phía sau. Khi làm diễn viên đóng thế, thường sẽ có những tình huống không thể lường trước xảy ra. Bạch Bưu kể lại một lần quay phim Thập Tứ Nữ Anh Hào, ông phải làm diễn viên đóng thế cho Hà Lợi Lợi cưỡi ngựa, nhưng trước đó ông hoàn toàn không có kinh nghiệm cưỡi ngựa, nhưng vẫn phải nói rằng mình biết cưỡi. Hơn nữa, bạn diễn của ông lại là một con ngựa tệ, ông nói rằng ngựa rất thông minh, nó biết bạn không biết cưỡi thì sẽ trêu chọc bạn. Khi tôi vừa lên ngựa, con ngựa tệ đã bắt đầu hất tôi ra, rồi nó còn chạy lung tung, chạy vào rừng cây để cành cây quệt vào tôi. Lúc đó tôi chỉ biết ôm chặt lấy nó, vì nếu ngã xuống thì nguy to. Cuối cùng, nó chạy lung tung suốt 10 phút, đến khi đến gần vách đá thì nó mới dừng lại, nhưng lúc đó mũ và áo của tôi đã rơi hết. Tức giận quá, tôi vừa xuống ngựa đã đánh nó, làm tôi khổ sở thế cơ mà. Rời khỏi lớp đào tạo để tìm cơ hội mới, đi Hàn Quốc làm diễn viên đóng thế và bị chấn thương nặng nhất là gãy chân. Bạch Bưu thẳng thắn nói rằng lương tháng ở lớp đào tạo chỉ vài trăm đồng, không đủ sống, vì vậy ông đã rời khỏi để tìm kiếm cơ hội khác, kiêm luôn vai trò võ sư, trợ lý chỉ đạo võ thuật và diễn viên đóng thế. Vào những năm 70, một ngày làm võ sư chỉ được 75 đồng, nhưng chúng tôi làm cả ngày hai tổ, kiêm luôn đóng thế, mỗi ngày kiếm được vài trăm đồng, thời đó đã là rất giỏi. Khi hỏi đạo diễn quay gì, chỉ nhận được hai từ: đánh lớn, đánh từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, có lần phải quay liền một cảnh 30 chiêu, nhảy lên bàn, xoay người, phản ứng, NG 30 lần mới xong. Một ngày quay 20 cảnh, bạn có thể tính ra đánh bao nhiêu? Thời đó, khăn áo ướt rồi khô, khô rồi ướt, thậm chí khi bị cảm nắng còn bị đạo diễn la mắng, mày chắc tối qua không biết đi đâu làm oai rồi. Tôi nghĩ trong lòng, chết tiệt. Khi nói về chấn thương, Bạch Bưu thẳng thắn cho biết có rất nhiều, môi, tay, đầu gối đều để lại nhiều chiến tích, nhưng chấn thương nặng nhất phải kể đến lần ông đi Hàn Quốc quay phim võ thuật và bị gãy chân. Ông nói rằng khi đó làn sóng Hàn chưa phát triển, người Hàn Quốc xem họ như sao điện ảnh Hồng Kông và rất ngưỡng mộ. Lần đó tôi phải nhảy từ một cây cao hơn 30 feet xuống, ở Hồng Kông chúng tôi dùng thùng giấy lớn của Cam Sung Kit để đệm, nhưng ở Hàn Quốc chỉ có thùng giấy nhỏ của mì ăn liền, nếu không dùng thì không có gì, họ thêm vài tấm tatami và đệm bông rách, nhưng khu vực đệm rất nhỏ. Từ trên cây nhìn xuống giống như chiếc điện thoại cầm tay vậy, khi nhảy xuống nghe một tiếng rắc, chân trái cắm thẳng xuống, cảm giác như bị điện giật. Tôi biết ngay là có chuyện lớn. Cả chân sưng lên, nhưng cuối cùng tôi không đi bác sĩ, chỉ dùng thuốc Yunnan buyout và nẹp chân lại, ở lại khách sạn một tháng. Tinh thần anh hùng mà, ai lại đi bệnh viện chứ, phim võ thuật thoái trào, 9 tháng không có việc làm. Sau khi Lý Tiểu Long qua đời và việc làm phim võ thuật trở nên bão hòa, nhiệt huyết của thể loại phim này giảm mạnh, khiến sự nghiệp của Bạch Bưu gặp khó khăn chưa từng có. Ông trải qua 9 tháng không có việc làm, trong khi mới kết hôn và có con gái, tình cảnh rất đáng thương. Chỉ có thể sống dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi và hợp tác với bạn bè buôn bán để nuôi gia đình. Từ bán túi xách, kẹo lạc, ông đều đã thử qua, nói chung là cái gì cũng bán, chỉ cần có lời chút ít thì bán. Cuối cùng, Bạch Bưu vượt qua được 9 tháng khó khăn đó và may mắn gặp được đài truyền hình Giai Nghệ mở kênh, mời ông đóng vai Quách Tĩnh trong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, giúp ông đạt được một trong những vai diễn mang tính biểu tượng nhất trong đời, đồng thời trở thành phiên bản Quách Tĩnh đời thực đầu tiên trên truyền hình. Trở thành Quách Tĩnh đầu tiên, được Kim Dung đích thân công nhận. Bạch Bưu kể rằng khi nhận được cuộc gọi từ nhà sản xuất Lâm Niệm Di của Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, hỏi ông có hứng thú tham gia không, lúc đó ông nghĩ rằng đã trải qua 9 tháng không có việc làm, ngã cũng đi. Ban đầu ông còn nghĩ mình có thể vào vai Giang Nam Thất Quái, nhưng khi biết mình được chọn đóng vai Quách Tĩnh, nam chính, ông không dám tin. Trùng hợp là khi ông bị thương ở Hàn Quốc, ông đã đọc tiểu thuyết này và thấy rất hay. Khi có cơ hội thử vai, tất nhiên ông đã thử và cuối cùng được chọn. Tôi hỏi, tôi giống cái gì? Họ nói, anh hợp với vai này, vì gương mặt của anh đủ ngờ nghệch. Bạch Bưu cho biết khi ông được chọn đóng vai Quách Tĩnh đầu tiên trên truyền hình, không cần phải để Kim Dung xem trước, nhưng sau đó Kim Dung đã đích thân đến thăm đoàn phim và nói với ông. Ông ấy nói, vai diễn này vừa vặn, chính là anh rồi. Tôi hỏi, thật sao? Ông ấy cảm thấy tôi rất hợp với tính cách của Quách Tĩnh trong phim. Được tác giả đích thân công nhận, Bạch Bưu không chỉ thở phào nhẹ nhõm mà còn cảm thấy vô cùng vui mừng. Bạch Bưu quay Xạ Điêu suốt 7 ngày không ngủ. Bạch Bưu nhớ lại thời gian quay Xạ Điêu Anh Hùng Truyện vừa vui vừa đầy thử thách.
Vì đây là lần đầu tiên đài truyền hình quay phim kiếm hiệp, nên cả trước và sau màn ảnh đều đang trong giai đoạn tìm hiểu. Anh rất khâm phục Giai Thị, họ dám chỉ quay 7 tập rồi phát sóng. Bởi vì ở những tập đầu, đoàn làm phim kéo quân sang Hàn Quốc để quay ngoại cảnh. Chỉ riêng một cảnh tuyết địa Trừ Giang với phần diễn của Khâu Sử Cơ đạp tuyết vô hình đã mất vài ngày để quay. Lúc đó, mọi người đều nghĩ, không thể nào. Một ngày rất dễ qua, chiếu xong cũng chưa chắc quay kịp. Khi đó, cấp trên ra lệnh anh và Miết Tuyết, người đóng vai Hoàng Dung, không được về nhà, ăn ngủ đều tại phòng nghỉ của công ty. Bạch Bưu thẳng thắn cho biết đã có lần anh quay phim suốt 7 ngày liên tục không được ngủ đúng cách, chỉ có thể tranh thủ ngủ 2 tiếng khi đổi đèn. Nhớ lại lúc quay Hoa Sơn Luận Kiếm, anh gần như không chịu nổi, phải dựa vào đá cẩu bổng để đỡ, rồi liên tục gật gù, nhờ các diễn viên bên cạnh khi đến lượt anh thì đánh thức anh dậy. Phim âm bản bị hỏng, phải quay trực tiếp khiến cả đoàn căng thẳng. Tuy nhiên, kỷ niệm sâu sắc nhất của Bạch Bưu là sự cố khi quay phim. Anh kể rằng thời đó chưa có công nghệ số, vẫn dùng phim âm bản để quay. Có một cảnh sau khi mọi người đã quay rất vất vả, phim âm bản lại bị hỏng, hơn nữa là ở phần giữa của cảnh quay. Nếu không sử dụng, sẽ không thể nối liền đầu và cuối. Vì vậy, cấp trên ra lệnh quay trực tiếp không được phép sai sót, không thể nói sai lời thoại. May mắn câu thoại đầu tiên không phải của tôi, mà là của một diễn viên đóng vai đạo sĩ Toàn Chân Giáo. Anh ấy thật tội, cứ đứng đó lúng túng. Khi thời gian quảng cáo sắp hết, đạo diễn đếm ngược và ra hiệu bắt đầu, nhưng diễn viên ấy quên lời thoại. Máy quay lập tức chuyển cảnh sang diễn viên khác, khiến mọi người đều run sợ. Vai diễn Quách Tĩnh được yêu thích, trở thành bước ngoặt trong cuộc đời. Phim truyền hình lúc đó rất được ưa chuộng, và Bạch Bưu nổi tiếng nhờ vai Quách Tĩnh. Anh nhớ rõ mỗi tối khi phim phát sóng, cả khu định cư đều cùng nghe nhạc chủ đề của Xạ Điêu Anh Hùng Truyền. Anh cười nói thật sự có chút bay bổng, thật là tuyệt. Lúc đó ra ngoài, mọi người đều gọi, Bưu ca, chụp một tấm ảnh, ký tên cho tôi. Có từng gặp người hâm mộ cùng ông chặt bạn không? Có chứ, lúc đó thật sự rất cuồng nhiệt. Bưu ca nói rằng thời đó thông tin không phát triển như bây giờ, người hâm mộ và thần tượng chỉ liên lạc qua thư từ. Hộp thư của anh tại công ty ngày nào cũng bị thư của người hâm mộ lấp đầy, sau này quá nhiều đến mức phải nhờ trợ lý giúp trả lời thư. Vai diễn này thực sự mang lại cho tôi rất nhiều thứ, cũng là bước ngoặt trong cuộc đời tôi, đặt nền móng cho vai trò của tôi trong làng giải trí. Hợp tác với Cổ Thiên Lạc trong Thần Điêu Đại Hiệp, hết lời khen ngợi không thể địch nổi. Sau này, Bạch Bưu tiếp tục đóng vai Quách Tĩnh thêm 2 lần nữa, lần thứ 3 là trong phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng. Bạch Bưu tự nhận rất thích phiên bản trung niên của Quách Tĩnh này, rất có phong thái đại hiệp. Khi được hỏi lúc đó Cổ Thiên Lạc có phải cũng rất cung không? Anh cười nói, đúng vậy, anh ấy là như vậy. Nhưng chỉ cần quay một lần, tôi đã biết Cổ Tử không thể địch nổi, vì anh ấy có phong thái và khí chất đó. Sau này chắc chắn sẽ rất xuất sắc. Lý Nhược Đồng cũng rất tuyệt, có khí chất của tiểu long nữ. Bạch Bưu nói thêm rằng phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp này rất được yêu thích ở Đại Lục. Đến nay khi anh sang Đại Lục làm việc, mọi người vẫn gọi Quách Đại Hiệp đến rồi. Vì lúc đó, người Đại Lục xem anh như nhân vật Quách Tĩnh này, càng đến nơi xa xôi, tình cảm càng mạnh mẽ.